Thưa quý vị, trong tháng 7 này, nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Quốc hội đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, sau hơn 30 năm, khái niệm đấu giá biển số đã trở thành hiện thực. Và tới đây, người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh với nhau một cách công khai để sở hữu cho mình những biển số ô tô theo mong muốn. Vậy người dân sẽ được đấu giá như thế nào? Biển số gì được đấu giá? Bao giờ sẽ bắt đầu đấu giá và thủ tục đấu giá ra sao? Sau đây mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này qua phóng sự sau đây. Dù đã thực hiện thủ tục đăng ký biển số xe, nhưng trước thông tin nghị quyết đấu giá biển số xe có hiệu lực từ tháng 7 này, chị Ngọc cho biết mình vẫn sẽ thử tham gia để lựa chọn cho mình một biển số ưng ý. Mình thì rất là đồng ý với cái quan điểm này, những cái biển số mà coi như là biển số đẹp đi thì sẽ được nhà nước đem ra đấu giá, còn những biển bình thường thì sẽ được tất cả người dân là tuân thủ theo những cái quy định bình thường. Nhiều người dân cũng rất tò mò về việc đấu giá biển số trong tháng 7 này sẽ diễn ra như thế nào, công khai, minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ. Đó là những cụm từ được nghe nhiều nhất từ người dân. Tôi chỉ thắc mắc là cái công tác hậu kiểm thôi. Làm thế nào để chính xác và minh bạch, tránh đầu cơ, tránh tình trạng đấu xong rồi lại mua bán với nhau phía sau. Vậy để công khai và minh bạch thì những giải pháp nào đã được các cơ quan chức năng đưa ra để bảo đảm yếu tố này? Quy định về cái quyền của cái người trúng đấu giá là anh chỉ được là giữ lại biển số xe đó với chính bản thân anh là người trúng đấu giá. Còn người mua lại cái đấy thì không được cái quyền đấy. Đấy là vấn đề đã ngăn chặn được đầu cơ. Cơ quan đấu giá là cơ quan độc lập, đấu giá trên môi trường mạng và được sự giám sát của mọi người dân, được giám sát bởi các quy định của pháp luật đấy, và giám sát của các cơ quan quản lý của nhà nước nữa. Biển số xe Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lâu nay vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân khi tìm đến những biển số đẹp. Vậy nếu đấu giá thì có được chọn vùng đăng ký hay không? Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người dân. Đấy, ví dụ như người dân ở Hải Dương nhưng mà vào công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh và tạm trú trong một thời gian nhất định thì khi có căn cước công dân vẫn có thể là đăng ký được. Thì như vậy là trên công dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia đấu giá biển số xe ô tô trên cái trực tuyến, trên mạng internet và cái trang đấu giá. Thế và được đăng ký ở mọi nơi trên toàn quốc, và đồng thời chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa ra một cái kho số để người dân lựa chọn. Cái kho số này là cái kho số mà dự kiến cấp trong thời gian tới. Phiên đấu giá đầu tiên thì dự kiến sẽ được triển khai vào từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Theo dự kiến, mỗi phiên đấu giá sẽ kéo dài trong một quý. Mỗi phiên sẽ gồm nhiều cuộc đấu giá khác nhau. Kho số được đưa ra gồm 100.000 biển số xe và sẽ đấu giá liên tục trong phiên đó. Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc, nghề Hàn năm 2023, theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại nước này. Dự kiến số lượng tuyển chọn năm nay là 300 người, đối tượng tuyển chọn bao gồm những lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo đã tham gia kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023 và đáp ứng các điều kiện. Điểm thi tiếng Hàn đạt từ 80 đến dưới 130 điểm, đã tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên nghề Hàn, cơ khí, có đào tạo mô đun Hàn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 7 cho đến ngày 14 tháng 7. Người lao động tham gia chương trình có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc trong 3 năm với mức lương gần 40 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 8 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà số 12, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là khu vực ngõ nhỏ nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Vụ cháy đã khiến cho 3 người tử vong. Theo các nhân chứng là người dân sống tại phố Khâm Thiên, vụ cháy tại nhà số 12 ngõ Thổ Quan xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 7. Lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan lên các tầng. Khói tỏa mùi khét lẹt tràn ra phố Khâm Thiên. Vào thời điểm sự việc xảy ra, bên trong ngôi nhà vẫn còn có 3 người bị mắc kẹt. Người dân đi tập thể dục phát hiện ra đám cháy thì có hô hào và ném báo hiệu cho gia đình biết và hàng xóm biết. Nhưng vì trong gia đình là đóng kín cửa, các cháu lại bé nên là không phát hiện ra. Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa phải đậu ngoài phố Khâm Thiên, sau đó dẫn ống nước vào dập lửa. Cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ làm móng chân móng tay.
cảnh sát đã phải phá cửa, dẫn ống nước vào, đồng thời phá các cửa sổ tiếp cận tầng trên để tìm kiếm nạn nhân. Tới 11 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã kết thúc. Thông tin ban đầu, 3 người trong nhà đều tử vong, trong đó xác định có một bé trai 13 tuổi, bé gái 11 tuổi và chị họ 19 tuổi. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào khoảng 3 giờ 47 phút rạng sáng ngày hôm nay, tại quốc lộ số 20 thuộc địa phận thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu, chiếc xe tải biển kiểm soát 50H00296 đang lưu thông theo hướng Đà Lạt đi Di Linh đã va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát 93A04594. Trên xe chở theo 6 người lưu thông ngược hướng. Vụ va chạm mạnh đã làm 3 người tử vong, 4 người còn lại bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô con đi không đúng phần đường quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về việc khoảng hơn một tuần trở lại đây, trên mạng rộ lên chiêu trò lừa người dân cài các ứng dụng giả mạo của chính phủ hay là Tổng cục Thuế. Theo đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi lừa người dùng tải và cấp quyền cho ứng dụng giả mạo, các đối tượng lừa đảo sẽ đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại của nạn nhân. Nhóm đối tượng lừa đảo đã sử dụng 195 hệ thống khác nhau để lừa đảo. Các chuyên gia Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dùng không tải ứng dụng lạ, luôn kiểm chứng qua các kênh chính thống bằng cách gọi điện thoại tới Sở Thuế hoặc cơ quan công an trên địa bàn. Khi có nhu cầu sử dụng các ứng dụng, người dân chỉ nên tải ứng dụng trên các kho ứng dụng uy tín và tuyệt đối không được cấp cho ứng dụng toàn quyền điều khiển thiết bị. Tim mạch là bệnh không lây nhiễm, thế nhưng có tỷ lệ tử vong cao nhất hiện nay. Tại nước ta, trung bình mỗi năm có hơn 200.000 người qua đời vì bệnh tim mạch, gấp đôi số người mất vì ung thư. Để nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch, Đại hội đại biểu Hội Tim mạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và Hội nghị khoa học tim mạch đã được tổ chức trong ngày hôm nay. Sau đại dịch COVID-19, các quốc gia sẽ phải tiếp tục đối mặt với đại dịch các bệnh không lây nhiễm, trong đó có tim mạch. Theo thống kê của ngành y tế, hiện Việt Nam có khoảng 25% người dân mắc các bệnh lý về tim mạch. Đáng nói, bệnh đang có dấu hiệu ngày một gia tăng và trẻ hóa. Đại hội đại biểu Hội Tim mạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và Hội nghị khoa học tim mạch là cơ hội để đội ngũ các chuyên gia tim mạch hàng đầu trao đổi chuyên môn cũng như chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm về phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch, góp phần mang lại trái tim khỏe cho người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện rất quan trọng diễn ra trong Đại hội Tim mạch thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 là sự chuyển giao ban chấp hành và lãnh đạo nhiệm kỳ mới.